homestay là sản phẩm du lịch chủ lực của tỉnh Vĩnh Long. Mở cửa đón khách trong tình hình mới, nhiều cơ sở đã chủ động cải tạo, nâng cấp hạ tầng, thực hiện nhiều giải pháp phòng chống dịch COVID-19. Là tạo nên điểm đến an toàn, thân thiện đối với du khách. Tạo ra một số sản phẩm mới sau dịch và có những cái sản phẩm mà nó lại phù hợp cho sức khỏe nè, mình quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe nè, quan tâm nhiều hơn tới cái không khí xanh sạch cho khách nè. Thì ngoài ra thì ví dụ như cái chương trình mình cũng đổi mới chút xíu. Được công nhận là homestay đạt chuẩn ASEAN đầu tiên của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Úc Trinh Homestay ấn tượng nhờ thiết kế kiểu nhà truyền thống Nam Bộ ba gian hai trái, mát rượi bên vườn cây ăn trái. Khách du lịch đặc biệt ưa chuộng hình thức nghỉ dưỡng ở các homestay tại Cù Lao An Bình. Cái nhu cầu du lịch nó đang tăng lên rất là nhiều sau một cái thời gian lockdown khá là dài. Cảm giác rất là thích thú khi mà ngồi trên thuyền mà ngắm những cái ngôi nhà ở hai bên đường. Nó làm cho mình cảm thấy rất là bình yên. A lot of the people here are really nice and we have a great time. We wanted to come back and enjoy this experience and enjoy the countryside. Cùng với cả nước, Vĩnh Long đã và đang thích ứng an toàn để đón khách du lịch, là điểm đến thân thiện hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Đêm phương Nam, khách phương xa trông đèn đi xem hát. Có bộ càng tìm đi, nơi đô thần tìm xuống, Vĩnh Long thăm bản hiền. Không gian thì nó rất là đầm ấm. Và có những cái truyền thống mà người Vĩnh Long vẫn giữ được ở đây rất là đẹp. Đấy, những nét truyền thống của cái dân gian, những đàn ca tài tử, những khu nhà có lưu giữ, cũng phải có người có tâm có huyết thì mới giữ được một cái văn hóa, nét văn hóa dân tộc của mình rất là tốt. Nên là mình có một cái cảm nhận rất là vui khi mà về cái mảnh đất Vĩnh Long này và sẽ có rất nhiều lần mình gặp lại. Không gian nhà xưa thêm huyền ảo bởi ánh đèn dầu. Du khách trải nghiệm nếp sinh hoạt cộng đồng đậm đà, phóng khoáng phong vị đất phương Nam. Làn điệu quê hương ngọt ngào, dìu lòng người vào thư thái, hân hoan, cho chuyến du xuân đầu năm mới thêm phần trọn vẹn.